Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, loài người chúng ta được định nghĩa là một sinh vật sống xã hội, tức là chúng ta phải sống có nhau. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã làm người cùng với chúng ta, và vì tình yêu thương Chúa đã đến ở cùng chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách đến với Chúa và noi gương Chúa. Chúng ta đến với nhau. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Gioan Bautista, Giuse, Maria, Magdalena và cầu bình an cho gia đình. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an vui thế cho người thiện lòng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn.
có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: can đảm lên, đừng sợ. Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù, chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được. Vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa. Chích thư Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta. Anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại có những người nghèo khó đi vào, áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: xin mời ông ngồi chỗ danh dự này. Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: còn anh đứng đó. Hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe. Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? Đó là lời Chúa.
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilê giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được mà người câm nói được. Đó là lời Chúa. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đây không chỉ là một câu diễn tả về phép lạ mà Chúa thực hiện cho một người ngày xưa, mà là diễn tả một phép lạ mà Chúa đang thực hiện giữa chúng ta ngày hôm nay. Phép lạ chi vậy? Có một người kể về chuyện mà đi ra nước ngoài, Đức cha Kiệt có hỏi thăm là sống ở nước ngoài điều gì làm cho ông bà buồn khổ nhất. Họ trả lời: khổ nhất là chúng con sống như những người câm, như những người điếc, không biết tiếng nên có nói cũng ngọng nghịu, hay là không nói được mà rồi họ nói thì chẳng nghe biết chuyện chi hết. Thành ra sống ở nước ngoài đông đúc mà thấy mình cô đơn, thấy mình như là ở trong nhà tù vậy. Người ta nói gì mình chẳng hiểu mà mình chẳng biết làm sao mà nói với người ta. Và cái phép lạ mà chữa lành cái người câm điếc không chỉ là chuyện của cái tai, của cái miệng, mà là chuyện của tâm hồn. Và đây chính là cái điều mà làm cho phép lạ ngày hôm nay nó trở nên quan trọng với chúng ta đang sống trong xã hội, đang sống trong giáo hội. Nghe và nói là hai cánh cửa. Nói là cánh cửa mở tâm hồn mình ra với thế giới bên ngoài, và nghe là cánh cửa để đón nhận thế giới bên ngoài vào trong tâm hồn của mình. Phải nghe mới hiểu được người khác, không nghe không nói thì cũng giống như là đóng kín. Và đây là một trong những điều mà các vị cha mẹ lo lắng cho con cái của mình. Nó chẳng chơi với ai, nó chỉ có một hai người bạn thân, còn cứ ru rú ở trong nhà suốt ngày. Và đây là một điều phải nói được là đáng ngại, cách riêng cho các bạn trẻ, và cũng đáng ngại cho chúng ta trong đời sống gia đình. Sống bên nhau mà không hiểu nhau, mà không thông cảm cho nhau, mà không muốn nghe nhau, mà không muốn nói với nhau. Và chúng ta thử phân tích một số những cái điếc. Có những cái điếc do khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa. Cái tiếng tiếng lạ ở trong Việt Nam mình, có những vùng có tiếng nói nó nghe lạ lắm, và ở miền này đi đến miền kia thì phải mất một thời gian mới nghe được. Và tất nhiên là khi mà lạ thì nghe không hiểu và đôi khi hiểu lầm. Nếu mà hiểu lầm thì còn đáng ngại hơn là không hiểu. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ tìm cách để nghe mà hiểu cho được. Rồi có những cái điếc vì định kiến. Chẳng hạn như đối với một người mà ta cho rằng là kém cỏi thì người đó có nói chi ta cũng không muốn nghe. Và ngày xưa Nguyễn Trường Tộ đi ra nước ngoài về nói với các vua triều Nguyễn về cái đèn mà treo trên mái nhà treo xuống, rồi cái xe chạy bằng hơi nước. Và vua triều Nguyễn mới bảo gọi là cứ tạm gọi là bảo đồ ngu đi chỗ khác mà nói. Và vì thế mà Việt Nam mình sau này mới bắt đầu người ta biết đến đèn điện. Lúc Nguyễn Trường Tộ nói đến đèn điện thì nhà vua: cái đèn gì mà treo từ nhà xuống mà không đốt bằng dầu? Và không tin.
Và trong cuộc sống chúng ta cũng như vậy, có những người mà ta ưa thì nói sai ta cũng du di cho qua, còn khi ta không ưa rồi thì nói đúng ta cũng hiểu là sai, và có nói tốt đến đâu ta cũng cho là xấu. Và cái định kiến này làm cho chúng ta bị điếc. Rồi có những người điếc vì bịt tai không muốn nghe. Đây là những người trong cái đam mê, trong cái dục vọng của mình mà tự điếc, tự bịt tai lại. Để mà Chúa nói tiếng lương tâm nó đã như vậy rồi, ta thấy rõ ràng ăn trộm là xấu, hay là đánh nhau là xấu, cãi nhau là xấu. Chúa bảo chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Nhưng mà khi mà nghe đọc đến cái câu đó thì ta không thèm nghe, bịt tai lại. Phải nói được là cái nhiều tâm hồn đóng kín. Và cái điếc này là cái sự cố chấp trong cái tôi của mình. Và rồi gần đây chúng ta thấy ngay tích thời sự ở trong đất nước đang nói về cái chữ của ông Bùi Hiền, thì quả thực mà nói nó sai quá, xa là sai. Thế nhưng mà rồi những người có trách nhiệm không dám nói một tiếng nào, vì nể vì sợ. Còn những người mà đề ra cái đó không nhận mình sai. Và đây cũng là một cái quy tắc cho tất cả mọi người, cách riêng cho giới trẻ các con, đó là ai nói mình không sai, không bao giờ thấy mình sai, đó là cái người sai nhiều. Còn ngược lại, có người thì cái này, và chẳng hạn như chỗ này tôi sai, vân vân, thì đó là người đáng tin. Còn cái người mà cái gì cũng đúng hết và không bao giờ thấy mình sai, cái người đó mới là cái người sai thậm tệ đó. Người ta có câu là tri vi bất tri, thị tri giả. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là người biết. Và nhiều khi cái đam mê, cái dục vọng, cái tính tự cao tự đại vân vân làm cho chúng ta không thấy mình sai và đóng kín đối với nhau, và đóng kín ngay cả đối với Thiên Chúa nữa. Và thật là nguy hại. Và thỉnh thoảng thì tôi có đố một vài người một câu, đố là có hai người nói chuyện với nhau rất là hăng, nhưng mà cả hai đều bị điếc cả. Nói chuyện vui, gọi là không phải vui vẻ mà nói chuyện rất là nồng nhiệt, nhưng mà cả hai đều bị điếc cả. Người ta hỏi làm sao có chuyện đó được. Nhưng mà điều đó là có thực. Là sao vậy? Hai người mà cãi nhau, ai cũng cố nói cho hết sức mình, cố nói cho bằng được cái điều mình cần nói, mà không hề để ý lắng nghe người kia nói dù chỉ một tiếng. Điều này là điều ta thấy thường có lắm. Đó là về cái điếc. Còn về cái câm thì có những cái câm do ích kỷ, là không nói đến những cái có lợi cho người khác, những cái tốt của người khác vân vân. Người khác giỏi hơn mình thì cái chuyện nào chuyện đó là mình mở miệng ra nó ngọng lắm, nó ngượng lắm, nó không nói được. Cái câm do ích kỷ, cái câm bởi vì nói ra thì người khác có lợi, nói ra thì người khác được khen, nói ra thì đâm ra là mình lại kém cỏi. Rồi cái câm do sợ, đây là một trong những cái câm gặp nhiều nơi trong Việt Nam mình. Và là sao? Sợ người này, sợ người kia, cho nên là không dám có ý kiến. Và mà mình, bây giờ phải nói được là tuần ngày hôm qua hôm kia gì đó, là đọc trong cái cuốn mà sách lớp 1 mà cô giáo dạy trẻ em tập can đảm, con gà ỉa ra một đống phân, xong rồi cô giáo nói là các con hãy tập can đảm, hãy nếm phân gà. Cái là kể chuyện em tên là An thì thấy sợ quá, xong cô khuyến, cô khích lệ, cô khéo léo, cô bảo cuối cùng An cũng nếm thử mà thấy là được. Rồi sau đó An cũng khuyên những người bạn bè khác cũng nếm đi, và tỏ ra mình can đảm bằng cách là người ta gọi là suối trẻ ăn cứt gà đó. Và phải nói được đây là cái mình sợ sợ rồi mà không dám nói, sợ mất lòng vân vân. Và những người có trách nhiệm lẽ ra phải nói rồi, nhưng mà lại không dám nói về những chuyện đó, rồi vân vân. Rồi cái cuối cùng đó là do cái thiếu tình yêu thương, mà không nói được một lời khích lệ. Anh em thấy cái cười mà mình ghét đó, nó bị té xe một cái, đã quá, thấy vậy thích, vui mừng, mừng trong lòng, mà đi ngang qua
nói một câu này cho chết, hay nói câu là Chúa phạt, vân vân. Lẽ ra là mình thấy người ta ngã xe một cái, mình đến mình sao có đau không, vân, rồi mình giúp người ta dựng cái xe lên. Nhưng mà cái này là do thiếu tình yêu. Rồi gặp những người đau khổ, tuần vừa qua chúng tôi có đi đến nhà của một chị bị ung thư để đọc kinh, và chúng tôi cảm thấy rất vui mừng là có nhiều người đến đó để đọc kinh. Và qua cái lời kinh đọc thì nói lên cái tâm tình muốn chia sẻ cái đau bệnh của người đó. Đây là một cái lời nói nó cần thiết, nó quý báu. Ta nói lời an ủi với người đang buồn sầu, mà vì thiếu tình yêu thương ta không nói được thì ta bị câm thiệt rồi. Lời Chúa nói hôm nay, Ephphatha, hãy mở ra, thì ta hãy mở tai ra để lắng nghe anh em, để lắng nghe lời Chúa, để phá đi bức tường định kiến, phá đi bức tường ích kỷ, phá đi bức tường cứng cỏi trong tâm hồn, mà mở rộng ra đón nhận sự thật, đón nhận anh em, đón nhận lời Chúa. Rồi cũng cần phải mở miệng ra nữa. Ephphatha, mở miệng ra để làm chi? Để nói chuyện với người này, để nói chuyện với người kia. Trong nhà thờ mà thiếu nhi nói chuyện với nhau thì là không hay, mà chúng ta đi lễ mà ngồi nói chuyện với nhau thì không hay. Nhưng mà rồi ở ngoài đời có nhiều khi có những người mà ta thấy khó nói chuyện lắm, thì ta hãy đến để nói chuyện, làm quen với người đó. Một trong những cái điều dốc lòng của Đức Giáo Hoàng Francisco là tôi kết bạn với người mà bất đồng ý kiến với tôi, thực là một điều khó. Và chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa là Đấng đã yêu thương chúng ta, nói với chúng ta liên lỉ trong tâm hồn, trong tiếng lương tâm. Và cho dù chúng ta có xúc phạm đến Chúa đến đâu đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần ngỏ lên một tiếng lạy Chúa là Chúa trả lời ngay: ta đây, có việc chi vậy? Xin cho chúng ta cũng sống với nhau như là Chúa sống với chúng ta, để làm chi? Để nói với nhau những lời tốt đẹp và không bao giờ bị tai lại đối với nhau. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cùng là Chúa chúng tôi, lời khen Đức Chúa Thánh Thần là lời cầu nguyện. Xin lỗi bà Maria đồng sinh, chiều đang thời quan phong siêu phi la tu, chiều đông đinh trên cây thánh gia, trên và tăng sát xuống gung tu tung. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hành có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chữa lành những bệnh tật hồn xác của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra tình yêu bao la của Chúa và bắt đầu cuộc sống mới, biết đến nhau, đi đến với nhau. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và xin Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa vào tâm hồn chúng ta. Chúa làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Xin cho các vị chủ chăn trong hội thánh biết noi gương Thầy Chí Thánh, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật, hầu đưa họ đến gần Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy can đảm lên, đừng sợ. Xin cho các gia đình trẻ và những người đang gặp gian nan thử thách biết cậy dựa vào ơn Chúa nâng đỡ để vượt qua mọi gian khó và trung thành giữ vững đức tin theo Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ê-pha-ta, hãy mở ra, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta và nhất là những người đang gặp đau khổ thể xác và tinh thần biết lắng nghe và nhận biết mở rộng con tim để san sẻ nỗi buồn và tìm được nguồn an ủi đích thực cho tâm hồn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Này Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện, giúp cho tình yêu trong lòng chúng con lớn lên để vượt qua những ngăn cản chúng con đến với Chúa và đến với tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Này Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh giúp chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất này linh quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng người đến nhận lần Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra
và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy mang bình an của thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con ơn hoan
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dựng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu xứng đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong tuần ngày thứ sáu là lễ suy tôn thánh giá quan thầy của Hội Lòng Chúa Thương Xót. Xin mọi người đi tham dự cho thêm phần sốt sắng. Và vào buổi tối sau thánh lễ thì chúng tôi họp ban hành giáo tất cả để phân phát các cái thiệp mời cho từng gia đình và mỗi người nhận công việc của mình. Riêng với giới trẻ các con, sau thánh lễ các con sinh hoạt cho đến 8 giờ rồi vào trong nhà thờ, cha sẽ dạy giáo lý cho các con. Hôm nay sư đi vắng không giúp. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy mẹ Maria.